Xin chào mọi người. Như vậy là ngày hôm qua thì đã không có ai giành chiến thắng ở mini game số thứ 9. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì Ngoài Đường Pit sẽ đền bù cho các bạn bằng một cái mini game, không phải là mini game số thứ 10 đâu, mà chỉ là một mini game đền bù lại cho người chơi ngày hôm qua đã không có ai trả lời đúng cái kết quả trận giao hữu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Bình Định. Ngày hôm nay thì mình sẽ đặt ra một câu hỏi để các bạn có thể tham gia vào một cái mini game để giành cái giải thưởng là một cái túi đeo chéo của hãng Keep and Fly, cũng như là một cục sạc Energizer có dung lượng là 10.000 mAh do cửa hàng Minh Tuấn Mobile bán. Tuy nhiên là trước mắt thì chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội cũng như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua. Với các bạn mà đã xem toàn bộ trận đấu thì có lẽ là nhiều người mà là fan của Công Phượng hay Bùi Tiến Dũng, đặc biệt là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng cảm thấy là rất là buồn và thất vọng trước cái màn trình diễn nhợt nhạt của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau trận đấu thì huấn luyện viên Chung Hae Sun cũng thừa nhận rằng đây là thất bại của ông và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Thầy Chung thì cho rằng các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chiến đấu hết mình. Đồng thời là ông cũng gửi lời chúc mừng đến câu lạc bộ Hà Nội vì đã giành vé vào chung kết cúp quốc gia với một chiến thắng cực kỳ là thuyết phục. Đối với người hâm mộ thì hai tân binh Ariel Rodriguez cũng như là Jose Otis đã để lại nhiều thất vọng. Tuy nhiên là huấn luyện viên Chung Hae Sun lại không nghĩ như vậy. Ông nói rằng hai tân binh của tôi đã chơi tốt, nhưng đây mới chỉ là trận chính thức đầu tiên của họ. Bản thân họ cũng chưa quen với bóng đá Việt Nam, từ lối chơi đến khí hậu. Họ cũng chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này đấy chứ, nhưng mà cảm giác tập luyện và thi đấu vẫn khác nhau hoàn toàn. Thầy Chung thì tin rằng là trận thua Hà Nội sẽ giúp cho Otis và Rodriguez cảm nhận được trình độ của bóng đá Việt Nam. Tôi cũng mong mọi người đừng đánh giá nhiều về họ, bởi đây mới chỉ là trận đầu tiên. Riêng về trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng, thì đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhất là những người mà yêu mến Bùi Tiến Dũng, hoặc là những người mà ghét anh, thì ngày hôm qua đã bình luận rất nhiều, đặc biệt là tình huống mà băng ra không dứt khoát. Do đó đã tạo điều kiện cho Văn Quyết có thời gian băng lên dứt điểm, ghi bàn mở tỷ số. Khi được hỏi về màn trình diễn của thủ môn Bùi Tiến Dũng, thì ông Chung cũng từ chối bình luận. Tôi đã nói thất bại này là lỗi của tôi, không phải của một hay hai cầu thủ. Kết quả trận đấu là kết quả chung của cả tập thể, chứ không phải của cá nhân nào. Tôi không có ý tìm lý do để đổ thừa, nhưng sự thật là lịch thi đấu của cúp quốc gia rất dày đặc, trong khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh toàn phải đi làm khách. Trận đấu với Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là trận đấu trên sân khách, cho dù khoảng cách địa lý không đáng kể. Trong khi đó thì khi được hỏi về việc thủ môn Bùi Tiến Dũng thủng lưới 5 bàn trong một trận đấu, thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC chỉ cho biết rằng ở tình huống mà Hà Nội mở tỷ số, Bùi Tiến Dũng chuẩn bị một pha đá phạt thẳng. Bởi vậy khi Quang Hải đá chiến thuật, Tiến Dũng bị bất ngờ. Bàn thắng này rất quan trọng và làm thay đổi cục diện. Dù sao thì với những người mà yêu mến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng chỉ là một thất bại và họ sẽ luôn đồng hành cùng với đội bóng trong những cái khoảnh khắc khó khăn nhất, cũng như là khi mà thầy trò huấn luyện viên Chung Hae Sun quay trở lại tranh tài ở vòng 12 V-League 2020 sẽ diễn ra vào cuối tuần sau. Hello mọi người, như vậy là mình vừa mới điểm qua những cái thông tin liên quan đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC ở trận bán kết cúp quốc gia diễn ra vào ngày hôm qua. Còn bây giờ thì mình sẽ mời các bạn tham dự một cái mini game đền bù cho cái mini game số thứ 9 đã không có ai giành chiến thắng. Và câu hỏi được đặt ra là ngày mai lúc 15:30 thì vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Next Media 2020 sẽ chính thức được khởi tranh ở PVF Hưng Yên. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn dự đoán kết quả của trận đấu giữa U17 Đồng Tháp và U17 Hoàng Anh Gia Lai. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của mình là hiện tại U17 Hoàng Anh Gia Lai đang do huấn luyện viên nào dẫn dắt? Yêu cầu thứ ba của mình đó là mời các bạn subscribe kênh Ngoài Đường Pit cũng như là ấn follow vào kênh Facebook Nguyễn Hữu Dũng, mở ngoặc Những Dí Dỏm là kênh Facebook của mình, để có thể theo dõi những thông tin cập nhật liên quan đến bóng đá Việt Nam. Và yêu cầu thứ tư của mình đó là các bạn cho mình một con số may mắn từ 1 đến 1.000 để mình có thể quay random nhằm chọn ra được người sẽ giành chiến thắng ở mini game đền bù cho mini game số thứ 9 lần này nha. Chúc các bạn may mắn. Còn bây giờ thì mời các bạn tiếp tục theo dõi buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Hàng Đẩy. Đặc biệt các bạn sẽ được nghe những cái tiếng kèn đám ma, nhạc đám ma vang vọng vào phía trong sân, khiến cho buổi tập này trở nên rất là ma mị.
Thank you.